Thưa quý vị, một tuần đã trôi qua và ngày hôm nay tất cả chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sáng tạo Việt được phát sóng trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, rừng chính là nguồn tài sản vô giá của mỗi quốc gia. Nhưng trên thực tế hiện nay ở Việt Nam chúng ta hàng năm có tới hàng trăm các vụ cháy rừng lớn nhỏ gây ra những hậu quả nặng nề. Vấn đề mà chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và bàn luận là làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế được vấn đề này. Ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với hai đội chơi trong Sáng tạo Việt. Xin kính chào quý vị khán giả. Đến với cuộc thi hôm nay, đội chơi của chúng tôi gồm 3 thành viên cùng đến từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tôi là Nguyễn Hồng Sơn, sinh viên khoa cơ khí. Tên tôi là Lê Ngọc Duy, giáo viên khoa cơ khí. Tên tôi là Nguyễn Thái Giang, sinh viên khoa cơ khí. Đến với cuộc thi hôm nay, với tinh thần của tuổi trẻ, chúng tôi mong muốn được giao lưu, học hỏi, tìm hiểu thêm về kiến thức khoa học kỹ thuật. Rất mong được sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả để đội chơi chúng tôi tự tin, sáng tạo và chiến thắng. Xin cảm ơn. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả xem truyền hình. Đội chơi của chúng tôi đến từ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy hôm nay bao gồm tôi, Phạm Thu Hà, học viên. Tôi, Nguyễn Thế Thành, đội trưởng. Tôi, Đặng Như Định, thành viên. Chúng tôi đến từ khoa tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy là cơ sở duy nhất đào tạo ra các kỹ sư an toàn phòng cháy cháy trong cả nước. Tuổi trẻ của trường chúng tôi luôn tích cực tham gia các phong trào nghiên cứu khoa học và có các công trình nghiên cứu có tính ứng dụng thực tế cao như nghiên cứu chế tạo thiết bị cảnh báo rò rỉ khí ga hay nghiên cứu xây dựng phần mềm về hệ thống cung cấp nước chữa cháy cho các nhà và công trình. Hôm nay chúng tôi đến đây với tinh thần giao lưu học hỏi. Rất mong sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả quý vị khán giả. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã dành đôi chút thời gian để làm quen với 6 thành viên đến từ hai đội chơi. Còn bây giờ là lúc mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến với hai đội chơi cũng như là quý vị khán giả theo dõi truyền hình về hai thành viên của ban giám khảo, những người sẽ nhận xét đánh giá các phần trình bày của mỗi đội chơi. Đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Hoàng Văn Gợt, giám đốc trung tâm thiết kế và khoa học chế tạo máy Viện Cơ khí. Và thành viên ban giám khảo tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Quang, phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký hội ô tô thành phố Hà Nội. Ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với các phần chơi trong Sáng tạo Việt. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi đầu tiên của Sáng tạo Việt, phần chơi mang tên Tuổi trẻ sáng tạo. Như thường lệ chúng tôi sẽ có một tiểu phẩm và thông qua tiểu phẩm này thì chúng tôi sẽ đưa ra một vấn đề để các đội chơi suy nghĩ và sau đấy thì các đội chơi sẽ trình bày. Đây chính là lúc mà các đội chơi sẽ đưa ra những sự sáng tạo, những ý tưởng của mình để giúp chúng tôi giải quyết được vấn đề này. Với mỗi một vị ban giám khảo, các đội chơi sẽ nhận được mức tiền thưởng tối đa là 1.500.000 đồng. Như vậy nếu như mỗi đội chơi trả lời được hoàn thiện cũng như là có một phần trình bày hoàn hảo thì các bạn sẽ nhận được mức tiền thưởng tối đa là 3.000.000 đồng. Bây giờ chúng tôi xin mời ba đội chơi cùng với quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi đoạn phim tiểu phẩm. Mỏi đấy, xem tivi có cái gì hay không? Là rừng quê mình! Rừng quê mình cháy rồi! Lan ơi! Hưng ơi! Rừng quê mình cháy rồi! Đây đây! TV đang chiếu đây này! Vào mà xem! Ôi! Khu rừng đen nhà tớ rất đục thu hoạch! Thế là bao công sức vất vả của cả gia đình tớ đã cháy theo mây khói mất rồi! Nhà tớ cũng thế! Tất cả trông mong vào mảnh rừng này đây! Thôi! Hai cậu đừng buồn nữa! Mà cứ đứng đây thì giải quyết được cái gì cơ chứ! Thế cậu bảo chúng tớ phải làm thế nào? Cậu có gắn bó với rừng như chúng tớ đâu mà cậu biết sót cơ chứ? Sao cậu lại nói thế? Rừng là tài nguyên quốc gia, tại sao tớ lại không biết sót chứ? Thôi thôi, tớ xin hai cậu, bây giờ không phải lúc ngồi đó mà tranh luận. Trường Đại học Công nghiệp, mình học về cơ khí, sao chúng mình không nghiên cứu để tìm ra những giải pháp chữa cháy rừng hiệu quả? Đó là cái tốt nhất để giúp cho gia đình mình, giúp cho đất nước mình. Đúng, những tài năng trẻ như chúng ta nhất định phải tìm ra giải pháp chữa cháy rừng hiệu quả để giúp bà con chứ. Đúng. Thưa quý vị và các bạn, qua tiểu phẩm vừa rồi chúng ta đã biết được chủ đề mà chương trình đưa ra ngày hôm nay. Đó chính là chủ đề chữa cháy rừng hiệu quả. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời hai đội chơi, chúng ta sẽ dành 30 giây để chuẩn bị cho phần thuyết trình của mình. 30 giây bắt đầu. Ba mươi giây đã trôi qua và thời gian để hai đội chơi chuẩn bị đã kết thúc. Đầu tiên chúng tôi xin mời đội các bạn đến từ Trường Đại học Công nghiệp, các bạn sẽ đưa ra phần thuyết trình của mình trước tiên ạ, xin mời. Đội Đại học Công nghiệp đưa ra ý tưởng là chúng ta nên phòng hơn là chữa. Giải pháp như sau: thứ nhất là chúng ta phải phân vùng quy hoạch rừng với các biện pháp như là kênh rạch để phân các cái
vùng rừng riêng và có thể đưa nước vào trong rừng sâu hơn để có thể chữa cháy được sau này. Thứ hai là áp dụng các cái công nghệ cao để có thể cảnh báo cháy rừng. Như được biết thì có Fireworks của Địa lý Việt Nam cũng thường xuyên cập nhật các cái ảnh về cháy rừng cho bộ phận phòng cháy chữa cháy, và đội công nghiệp thì đề ra là chúng ta có thể sử dụng các biện pháp như các khinh khí cầu để chúng ta chụp ảnh nhiệt cho các cái vùng rừng trọng điểm nguy hiểm, ứng dụng cái khả năng giao tiếp của các cái trạm ở trong rừng để nó có thể gửi các tín hiệu về cho các trạm trung tâm của chúng ta, và chúng ta chỉ sử dụng trên các cái vùng rừng trọng điểm cần thiết và có nguy cơ cháy cao. Các cái hệ thống này có thể là các hệ thống sensor cảm biến và hoạt động ở chế độ có thể là ngủ thường xuyên, chỉ khi nào có cái kích thích về nhiệt hoặc là các kích thích về áp suất thì nó mới gửi tín hiệu về. Vì thế cái nguồn năng lượng để sử dụng cho các hệ thống này cũng không đòi hỏi quá lớn và có thể sử dụng năng lượng phụ trợ thay thế như là pin mặt trời để sạc thêm vào cho các cái pin sử dụng. Thứ ba là đào tạo nhân lực về chữa cháy rừng, đấy là về phương pháp phòng cháy. Phương pháp chữa cháy thì đội đào công nghiệp cũng đưa ra các cái phương pháp có tính đồng bộ như là sử dụng xe chữa cháy rồi thì các cái xuồng chữa cháy. Chúng ta sẽ đưa vào cái phương pháp là chữa cháy cá nhân. Ta sẽ sử dụng một cái động cơ sử dụng để chữa cháy bằng gió, chữa cháy bằng nước và chữa cháy bằng cưa. Với cái việc như thế này thì cái việc các hệ thống chữa cháy, phòng cháy nó sẽ đưa được đến tận với các cái người dân trồng rừng. Ngoài cái nhiệm vụ thường xuyên là chữa cháy thì để chữa cháy thì người ta vẫn thường xuyên là dùng để bơm nước, chặt cây. Có thể nói là nếu dùng bơm điện thì sao, nhưng mà nghĩ rằng trong cái việc trồng rừng ở các vùng địa lý hiểm trở thì cũng khó có thể. Vì thế việc phát triển các cái động cơ xăng là một cái phương pháp cần thiết và đi sâu vào với cái người dân trồng rừng. Và đấy là cái phương pháp về phòng cháy và chữa cháy của đội đại học công nghiệp. Và vẫn chủ đề này thì ngay sau đây chúng tôi chờ đợi phần thuyết trình của ba thành viên đến từ trường đại học phòng cháy chữa cháy. Xin mời các anh chị. Kính thưa ban giám khảo, về giải pháp thì để làm tốt công tác phòng cháy chữa rừng thì chúng ta phải làm tốt hai cái giải pháp. Nhóm giải pháp nhất là giải pháp về phòng cháy và nhóm giải pháp thứ hai là giải pháp về chữa cháy. Cái giải pháp về phòng cháy thì ngoài cái việc mà kết hợp với các thiết bị như kinh khí cầu, máy bay trinh thám hoặc là hình ảnh qua vệ tinh để phân tích theo dõi tình hình cháy rừng, thì tôi mạnh dạn đưa ra ý tưởng là sử dụng một cái mạng thiết bị hệ thống cảnh báo cháy rừng. Hệ thống này sẽ trên nền tảng là các cảm biến vô tuyến. Hệ thống này có nhiệm vụ là theo dõi các cái thông số của môi trường tại các cái khu vực cần bảo vệ, và các cái thông số này sẽ cho phép chúng ta theo dõi giám sát các cái thông số về nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và áp suất, thậm chí cả khói, để chúng ta có thể kịp thời phát hiện ra cháy từ khi còn rất nhỏ, rất sớm. Cái hệ thống này thì các nút cảm biến này nó sẽ truyền tín hiệu các đường truyền theo một cái hướng định tuyến nhất định, và khi đấy chúng ta sẽ khoanh vùng được cái vùng của đám cháy cũng như là các vùng nguy hiểm về cháy. Giải pháp về chữa cháy rừng thì tôi đưa ra một số các cái giải pháp, ví dụ như dùng nước để chữa cháy, máy bơm phun nước. Nếu như nguồn nước ở xa thì chúng ta có thể dùng một đội hình truyền nước. Phương pháp thứ hai là chúng ta có thể dùng không khí, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái máy để có thể tạo ra một cái luồng không khí có vận tốc đủ lớn để thổi bạc ngọn lửa. Phương pháp thứ ba là chúng ta có thể dùng đất rừng để chữa cháy. Chúng ta sẽ dùng một cái thiết bị nào đó có thể là cào đất, hút đất và phun đất vào đám cháy để nhằm dập tắt đám cháy. Và cái giải pháp để ngăn chặn cháy lan thì phương pháp truyền thống là chúng ta sẽ tạo ra một đường băng để cản lửa. Ví dụ chúng ta dùng thiết bị có tính cơ động cao để cắt cây, hoặc là chúng ta có thể đào hào rồi bơm nước vào, hoặc là quy hoạch trồng rừng theo vùng, theo nhóm. Hai đội đã vừa hoàn thành phần thuyết trình, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét đánh giá của hai thành viên ban giám khảo. Trước hết tôi xin đưa ra ý kiến đánh giá của mình đối với đội trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về cái ý tưởng sáng tạo. Đưa ra hai cái nội dung chính. Thứ nhất là cái giải pháp phòng cháy. Đội trường Đại học Công nghiệp đã nhấn mạnh là công tác phòng cháy là chính, nên tôi đánh giá rất cao cái ý tưởng này. Cũng đưa ra cái vấn đề quan trọng là đào tạo nguồn nhân lực. Nếu trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đưa ra thêm được một ý để là ngoài cái việc đào tạo nguồn nhân lực cho việc phòng cháy thì có một nội dung là tuyên truyền thông tin giáo dục cho người khai thác sử dụng trong rừng thì tốt hơn. Mặc dù vậy, với nội dung này thì tôi cũng đánh giá rất cao, cho điểm tuyệt đối với trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là 500 điểm. Về cái giải pháp chữa cháy rừng thì trường Đại học Công nghiệp cũng đưa ra một cái giải pháp đồng bộ: xe xuồng, dùng bơm nước chặt cây.
Thế nội dung này thì trường đại học công nghiệp chưa đưa ra được chi tiết, đặc biệt là điều kiện chữa cháy trong rừng nó khác với điều kiện ở thành phố hoặc nông thôn. Ta không thể mang nước và ta không thể mang các điều kiện khác đến đây được một cách đầy đủ, mà cái điều nổi bật lên là ta dùng nguyên liệu tại chỗ. Thì trường đại học công nghiệp chưa đưa ra được cái giải pháp tối ưu. Như vậy nên với cái nội dung này tôi cho trường đại học công nghiệp 400 điểm ở nội dung này. Đối với trường đại học phòng cháy chữa cháy thì cái giải pháp về phòng cháy thì trường đại học phòng cháy chữa cháy cũng đã đưa ra. Thế tuy nhiên với nội dung này so sánh với giải pháp với trường đại học công nghiệp Hà Nội thì trường đại học phòng cháy chữa cháy chưa mô tả chi tiết, chưa nêu ra hết được vấn đề. Thế cho nên tôi có cho đổi trường đại học phòng cháy chữa cháy 450 điểm với nội dung này. Về cái giải pháp chữa cháy rừng thì trường đại học phòng cháy chữa cháy đã đưa ra một giải pháp tối ưu, đó là sử dụng nguyên liệu tại chỗ, là sử dụng không khí và đất. Tôi đánh giá rất cao cái giải pháp này của trường đại học phòng cháy chữa cháy, thì tôi cho trường đại học phòng cháy chữa cháy điểm tuyệt đối là 500 điểm. Đối với tiêu chí về tính thương mại của giải pháp, hai đội đều đưa ra được cái giải pháp mà có tính thương mại cao, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Thế cho nên là tôi đều đánh giá cao ý tưởng của hai đội, đều cho hai đội điểm tuyệt đối, là mỗi đội 500 điểm. Tôi xin đưa ý kiến nhận xét của mình về của hai đội chơi. Về đội chơi của trường đại học Đại công nghiệp Hà Nội cũng đã đưa ra hai cái nhóm giải pháp. Nhóm thứ nhất là phòng cháy. Đại công nghiệp Hà Nội đã đặt vấn đề này, đây là một cái quan trọng hơn là việc cháy rừng. Và cụ thể nội dung đã đưa ra mấy cái ý tưởng là về quy hoạch rừng, mương dẫn nước, rồi đường đi để tạo những nguyên liệu để mà chữa rừng. Đó là một cái rất là đầy đủ, rất đúng ý tưởng khoa học hiện nay. Áp dụng các cái phương tiện công nghệ cao để mà cảnh báo, phát hiện ra có khả năng cháy rừng hoặc nhen nhóm cháy rừng để mà kịp thời báo về những trung tâm để người ta kịp thời điều chuyện đấy, là một ý tưởng rất là chuẩn. Và một cái tiếp theo của cái đó là đào tạo nhân lực để phòng chữa cháy có trình độ kỹ thuật để mà có thể tiếp cận được và giải quyết được khi mà xảy ra. Với cái giải pháp này tôi đánh giá là khá đầy đủ. Vì thế cho nên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thì tôi cũng cho về của nhóm giải pháp thứ nhất đấy là về cái tiêu chí đánh giá về sáng tạo, rồi cái tiêu chí về khả năng ứng dụng và cái khả năng thương mại của các cái giải pháp này thì tôi đều cho tối đa của mỗi giải pháp đều là 500 điểm. Đối với phòng cháy chữa cháy thì đội cũng đưa ra hai giải pháp là vấn đề phòng cháy và họ cũng rất quan tâm, thì đã đưa ra các cái phương tiện như là kinh khí cầu, rồi máy bay giám sát cháy rừng, rồi hệ thống cảnh báo rừng bằng công nghệ cao để mà phát hiện ra khả năng cháy rừng cũng như là bắt đầu nhân nhóm. Những ý kiến này đưa ra, giải pháp đưa ra rất đầy đủ. Và thứ hai là về cái nhóm giải pháp chữa cháy rừng thì phòng chữa cháy đã dùng các nguyên liệu tại chỗ để chữa cháy, thì cái cách đó là một cái cách cũng hiểu rất đúng ở trong rừng ở Việt Nam hiện nay. Một đặc thù này rất ít đường đi thì tôi đánh giá rất là cao cái vấn đề này. Và hai là cũng dùng cái giải pháp là cách ly rừng, nhưng mà đây thì lại thiếu mất một phần, đấy là đào tạo nhân lực kỹ thuật có trình độ để phòng cháy chữa cháy, rất đáng tiếc mà thiếu một chút. Thì vì thế cho nên là tôi sẽ đánh giá về cái khả năng sáng tạo thì tổng cho là 500 điểm, về cái ứng dụng là 500, nhưng về cái tính thương mại thì là 450. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã biết được là mức tiền thưởng đầu tiên dành đến cho mỗi đội chơi là bao nhiêu. Chúng tôi xin chúc mừng các thành viên của trường Đại học Công nghiệp. Các bạn đang sở hữu mức tiền thưởng trong quỹ của mình là 1.400.000 đồng. Xin chúc mừng. Và mức tiền thưởng 1.450.000 đồng đó chính là mức tiền thưởng đang có trong quỹ của đội đến từ trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Xin chúc mừng các anh chị. Hai đội chơi thân mến, chúng ta đã vừa trải qua phần chơi đầu tiên, phần chơi tuổi trẻ sáng tạo. Và ngay sau đây thì xin mời hai đội chơi chúng ta sẽ sẵn sàng để tiếp tục đồng hành cùng với Sáng tạo Việt ở phần chơi tiếp theo, phần chơi mang tên Tìm nhà sáng chế. Thưa quý vị và các bạn, và lúc này đây chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi tiếp theo của Sáng tạo Việt, phần chơi mang tên Tìm nhà sáng chế. Thưa quý vị, như thường lệ trước khi chúng ta bước vào phần chơi Tìm nhà sáng chế thì ngay sau đây xin mời hai đội chơi cùng với quý vị khán giả sẽ hướng lên màn hình để chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự của chương trình. Rừng là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của con người và với sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, mỗi năm
nước ta có hàng trăm vụ cháy rừng lớn nhỏ để lại những hậu quả nghiêm trọng. Cháy rừng ở nước ta thường xảy ra ở các vùng địa hình phức tạp, không có nguồn nước và việc chữa cháy rất vất vả do quá trình chữa cháy chủ yếu là thủ công hoặc các thiết bị chữa cháy chưa được trang bị rộng rãi, nên khi có cháy rừng xảy ra thì không thể ứng cứu kịp thời. Đó chính là trăn trở của những người nhiều năm gắn bó với rừng. Tiến sĩ Dương Văn Tài, Phó chủ nhiệm khoa cơ điện, Trường Đại học Lâm nghiệp, sau 7 năm ấp ủ nghiên cứu đã cho ra đời chiếc xe chữa cháy rừng đa năng. Là đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp nhà nước được nghiệm thu đạt loại xuất sắc, chiếc xe chữa cháy rừng đa năng được thiết kế trên cơ sở tích hợp các hệ thống chữa cháy rừng bằng đất, cát và không khí, bằng nước và làm băng cách ly khoanh vùng cô lập đám cháy. Xe vừa có thể di chuyển trên các địa hình dốc, được gắn thêm hệ thống lưỡi cưa ở đầu xe. Việc cắt xẻ cây cối, vật cản và khoanh vùng đám cháy đã trở nên nhanh chóng và hiệu quả gấp nhiều lần so với biện pháp làm thủ công. Những ưu điểm nổi bật khác biệt hơn nữa của sáng chế này còn nằm ở chỗ máy có hệ thống cắt đất tại chỗ để chữa cháy rừng bằng cách phun đất, khắc phục được hạn chế thiếu nước khi có hỏa hoạn xảy ra. Vòi phun có chiều dài tới 30m, có thể kéo ra xa để tiếp cận gần hơn với đám cháy. Hệ thống có thể phun tới 40kg đất trên phút với tốc độ trên 30m trên giây. Bên cạnh đó, để khắc phục những địa hình hiểm trở mà xe chữa cháy rừng không thể vào được, tác giả còn sáng chế ra chiếc máy chữa cháy rừng cầm tay, tiện dụng, cũng dùng vòi phun đất tận dụng nguyên liệu tại chỗ với nguyên lý hoạt động không đổi. Và máy chữa cháy rừng dùng sức gió có thể dập tắt được những đám cháy có ngọn lửa tầm thấp dưới 2m. Có thể nói, với đề tài hệ thống thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng, tiến sĩ Dương Văn Tài và các cộng sự đã giải quyết được vấn đề chữa cháy rừng trên mọi địa hình ở Việt Nam. Sáng chế có tính ứng dụng cao và không chỉ có giá trị sử dụng trong nước. Những thiết bị chữa cháy hữu ích như thế này, nếu được trang bị rộng rãi cho các cơ quan đơn vị kiểm lâm, thì chắc chắn chúng ta sẽ đảm bảo được sự an toàn cho những lá phổi xanh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua đoạn phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã biết được là vị khách mời sẽ tham gia chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay là ai. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu, đó chính là tiến sĩ Dương Văn Tài, Phó trưởng khoa Cơ điện và Công trình Trường Đại học Lâm nghiệp. Xin trân trọng giới thiệu ạ. Thưa quý vị và các bạn, ở phần chơi thứ hai này, nhiệm vụ của các đội chơi là sẽ đưa ra thêm những lời góp ý và đưa ra thêm những ý tưởng để giúp cho sáng chế của tiến sĩ Dương Văn Tài có thể hoàn thiện hơn và phục vụ được nhiều hơn lợi ích cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, trước khi mà các đội chơi đến với phần trình bày thuyết trình của mình thì chúng tôi sẽ dành thời gian để các đội chơi của chúng ta sẽ đặt những câu hỏi hay là đưa ra những thắc mắc cho sáng chế của tiến sĩ Dương Văn Tài. Và bây giờ xin mời các bạn. Thưa tiến sĩ Dương Văn Tài ạ, chúng tôi muốn hỏi thêm tiến sĩ một vài câu hỏi là đối với thiết bị phun đất để chữa cháy thì tầm phun xa của lăng phun đất là bao nhiêu ạ? Và cái thứ hai là độ ẩm ướt của đất rừng thì có ảnh hưởng nhiều đến khả năng chữa cháy cũng như là tầm phun xa của thiết bị hay không ạ? Vâng, tôi xin phép thêm một câu hỏi nữa. Tức là tôi muốn hỏi là cái nguồn động lực để dẫn động cho các hệ thống như cắt cây này, cào đất và làm băng cản lửa ấy, thì cái đấy dùng nguồn động lực từ động cơ hay từ bên ngoài? Thì chúng tôi xin trả như thế này, tức là cái tầm phun xa của cái đất mà phun ra từ cái ống thổi, tôi đo được là dòng đất phun ra tối đa là 7m. Thứ hai nữa là cái đất ướt nó sẽ phun sẽ kém hơn. Đương nhiên là cái chữa cháy thì hiệu quả dập lửa thì cao hơn, nhưng mà đối với lại cái cháy rừng thì thường xảy ra ở mùa khô, cho nên là cái đất mà lúc của cái thời điểm cháy rừng ấy, vì chúng tôi lấy tại chỗ, cho nên là cái đất mà chúng tôi lấy tại chỗ thì thông thường là ở mùa cháy rừng thì nó khô. Còn đương nhiên nếu mà đất mà nhão như ở cái một cái ý tưởng là nếu mà dùng đất nhão mà phun ra như ở chữa cháy rừng tràm là cũng là rất là tốt, nhưng cái này chúng tôi cũng chưa có điều kiện nghiên cứu. Về câu hỏi tiếp theo, hỏi là cái nguồn động lực dẫn động cho các hệ thống thì chúng tôi đều dẫn động từ cái động cơ chính của ô tô, qua cái hệ thống trục cắt đăng, rồi qua cái bơm thủy lực, và chính cái bơm thủy lực đó nó dẫn động cho các cái động cơ thủy lực làm việc. Cho xem các câu hỏi, muốn hỏi chú Tài một chút ạ. Tại sao mà trong cái sản phẩm của chú ạ thì chú lại chọn cái công suất động cơ giống như trong cái thông số kỹ thuật mà chú đã đưa ra đấy ạ? Cũng thể giải đáp cho chúng cháu hỏi là liệu các đám cháy ở Việt Nam ạ nó có thường xuyên diễn ra với quy mô như là cái thiết bị của chú đưa ra để có thể dập được hay không ạ? Câu hỏi của các bạn thì chúng tôi có thể làm rõ như thế này.
về cái công suất của động cơ thì đối với lại các cái loại máy khác nhau ấy, thì chúng tôi được tính toán một cách rất là tối ưu để làm sao phù hợp với lại cái điều kiện địa hình, phù hợp với cái các cái công suất cho các bộ phận công tác. Đối với lại cái thiết bị mà gọn nhẹ mà dùng cho những cái nơi mà có địa hình dốc ấy, thì chúng tôi chọn một cái thiết bị với công suất dao động từ 4 đến 5 kW. Còn đối với lại cái ô tô thì chúng tôi chọn một cái loại xe công suất lớn, vì nó làm việc với nhiều các cái bộ phận công tác khác nhau như cái xe chữa cháy đường lớn. Các thiết bị của chúng tôi thì chúng tôi đã tính toán, đã khảo sát, đã nghiên cứu và thống kê được các cái vụ cháy rừng ở Việt Nam, từ những vụ cháy rừng nhỏ đến vụ cháy rừng lớn. Tương ứng với các cái vụ cháy rừng như thế, chúng tôi thiết kế ra những cái thiết bị có công suất tương ứng để dập những cái đám cháy. Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Dương Văn Tài. Hai đội chơi chú ý ạ, chúng ta chỉ có 30 giây để chuẩn bị trước khi mà các đội chơi thuyết trình, và thời gian để cho mỗi đội chơi thuyết trình chỉ có 1 phút 30 giây mà thôi, và chúng ta lưu ý về thời gian để có thể hoàn thành thật tốt phần thuyết trình của mình. Mỗi vị ban giám khảo sẽ dành mức tiền thưởng tối đa cho đội chơi là 1.500.000 đồng, và xin chúc cả hai đội chơi của chúng ta sẽ có được mức tiền thưởng tối đa là 3.000.000 đồng cho phần thuyết trình của mình. Bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng, 30 giây chuẩn bị bắt đầu. Chúng tôi xin mời 3 thành viên đến từ trường Đại học Phòng cháy chữa cháy ạ. Đưa ra một số giải pháp để cải tiến cái khả năng chữa cháy của xe. Tôi nhìn thấy rằng sau khi phun đất xong thì cái nguồn nhiệt tại vị trí đó vẫn còn cao. Bột đất không bao phủ hoàn toàn cái khu vực cháy nên cái khả năng bùng cháy trở lại vẫn còn. Và đồng thời trên xe là có một cái tắc nước chứa nước, nên chúng tôi đưa ra cái giải pháp kết hợp hai cái này lại. Cụ thể là chúng tôi sẽ lắp một cái đầu phun xương ở phía dưới của cái lăng phun đất. Thứ nhất, đầu phun xương này có tác dụng giảm nhiệt tại khu vực sau khi dập cháy. Thứ hai là có thể hòa vào trong cái đất để cải thiện chất lượng đất phun ra. Và ngoài ra